trở về xứ Việt nhắn dùng ta. Người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hờn dến xiết dài lắm không đằng đằng mấy mùa thu. Nguyễn Quang trân trọng kính chào quý vị và kính mời quý vị theo dõi chương trình Chuyện Ngày Tháng Cũ với niên trưởng Phạm Bá Khoa. Dạ, Nguyễn Quang trân trọng kính chào niên trưởng. Dạ, dạ. Chào cô. Dạ, tôi Phạm Bá Khoa kính chào quý khán giả trên đài Apple TV 55.4. Dạ. À, kính thưa quý vị, kính thưa niên trưởng, đi ra ngoài đó thì mình cứ hay gặp quý khán giả ra theo dõi chương trình rồi nói chứ ủa sao cô Quang gọi đại tá Phạm Bá Khoa là niên trưởng vậy? Cái nói dạ thì tại vì đây là cái chương trình giống như là mình nói có liên quan đến vấn đề lính tráng. Yeah. Thành ra mình gọi cái chữ niên trưởng để có vẻ thân mật hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Kính thưa quý vị, bây giờ thì giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Hôm tuần rồi thì niên trưởng có nói là đến là cái vấn đề cái radio. Dạ. Không ạ? Dạ. Dạ, vừa qua qua khỏi dạ, cái qua radio khỏi rồi. Tới tới ông cụ đi dạ, đi thăm. Dạ. Rồi cụ bị mất tiền, dạ. Mất áo. Dạ. Dạ, rồi sau đó thì không biết là cụ về có bình an không thưa dạ. Niên trưởng. Dạ. Dạ thưa quý vị, sau đó thì cô hỏi tôi xin trả lời rằng là ba tôi rời ở đây, ở chỗ cái trại Nam Hà A đó, dạ. Xong rồi đi lên trên Hà Nội. Có gặp đại đứa cháu mà ngày hôm trước đó thì đứa cháu có đưa ba tôi đến đó và có hẹn địa điểm ở trên Hà Nội. Nhưng mà được cái may đó là khi lên Hà Nội thì bỗng dưng ở trong một cái chỗ mà gặp nhau, cái chỗ gặp nhau thì ngồi nói chuyện ăn uống với nhau thì có một người nghe thấy ba tôi là ở trong Sài Gòn ra đó. Rồi cái đó còn không biết tại sao nữa. Rồi cái người đó nó được bắt đi theo cháu. Rồi tới ông mua cho cái vé phi cơ đi về. Trong cái rủi nó có cái may cái rủi là mất tiền, mất áo, áo ấm. Xong rồi có một người mua cho cái vé phi cơ rồi cái người đó cũng đi về Sài Gòn. Rồi ba tôi theo đó đi về, giờ bình an. Thú vị xin tiếp. Là lúc đó ba tôi ra đó là vào tháng 4 của 1981. Và cho đến bây giờ là qua tới tháng 5. Tháng 5 thì có gửi, vợ tôi gửi cho một cái thơ. Hồi khi mà ba tôi ra đó thì vợ tôi có, ba tôi có nói là có kể cả trường hợp mà tôi có đứa con gái lớn đó, là với đứa con trai Úc, thì hai chị em nó đã đi tới được Singapore rồi. Rồi đi ra thì rất là may mắn, đi ra ngoài khơi là gặp có chiếc tàu dầu rồi nó chở sang bên Singapore. Rất là nhanh, không có gì, không có bị sóng gió gì hết á. Thì bây giờ tới cái thơ mà tháng 5 này thì vợ tôi muốn biết chắc chắn rằng là ở bên đó là được, là được giúp đỡ ở bên đó. Thì trong đó con gái tôi nó có gửi cho tôi một cái thơ, thì nó nói rằng ở cái trại nó có một cái bác ở trưởng trại, thì bác nói rằng bác là bạn của ba và bác sẽ giúp cho con tất cả cái gì bác có thể giúp được để cho con sớm đến hưu sinh được. Thì lúc đó thì tôi rất là yên tâm, rồi đồng thời đó cũng có cái thơ này cũng xác nhận rằng đứa con thứ ba, hai đứa đi đầu đó rồi. Thì xong tới ngày 8 tháng 12 của năm 1980 thì nó tới tại Houston này. Thì trùng trong tháng 12 thì một đứa nữa, mỗi đứa con trai nó cũng đi một mình nó, đi với bạn nó thì đúng hơn chứ không phải đi một mình là đối trong gia đình thôi. Thì xong rồi nó đến được Phi Luật Tân và tháng 3 của 1981 thì nó tới Houston này. Và bây giờ thì còn hai đứa con nữa, ra hai đứa đó thì tới Singapore rồi. Thú vị, rồi tới tiếp theo là cái thơ vào tháng 9 của 1981. Thì vợ tôi gửi ra cho hay do một chị bạn mang ra thì tôi được đi ra thăm. Ở ngoài đó thì người ta là làm cái đơn xin cho tôi đi ra thăm. Thì thăm người ta mới đưa cái thơ vợ tôi thì lúc đó là mới biết rằng là hai đứa con tôi tới được Houston rồi. Tức là nó đi hồi tháng 4 của năm 81, rồi bây giờ đến tháng 9, đầu tháng 9 81 thì nó tới được đây. Nói một cái chung đó thì là năm đứa con chúng tôi đi được 3 lần và cứ rồi nó cũng đã gặp nhau được ở tại Houston này. Trong cái ngày đi có nhà chú thím với cô dượng nó giúp cho. Thưa quý vị, khi mà tôi được cái thơ rồi thưa quý vị, thật nhiên là quý vị nào mà ở có cùng cái hoàn cảnh mà tương tự như tôi đó thì mình lo cho cái tương lai của con của mình.
mà bây giờ thì cùng một cái mình ba sao, cái chuyện bao nhiêu vất vả của vợ tôi lo rồi, các con tôi đứa nào cũng có ở trong tù 1-2 ngày, riêng cái đứa con trai lớn chúng tôi là ở trong tù gần 1 năm. Và đưa lên chỗ Bà Rá, nhốt ở trên đó, nó gọi là cái trại lao động. Và thì cũng tìm cách, vợ tôi tìm cách để cho nó trốn trại được, rồi đưa đi về. Rồi thì tất cả các con chúng tôi được đặt chân tới Houston này kể từ tháng 9 năm 1981. Thì quý vị, trong cái hoàn cảnh tôi rất là vui, mà mình không biết phải nói làm sao hết cái niềm vui của mình. Rồi đến cái câu mà tôi nói với anh bạn tôi lúc đó là anh Trần Văn Lễ, thì tôi nói là nếu bây giờ mà bỗng dưng mà tôi lăn đùng ra tôi chết tôi cũng vẫn vui, là vì tôi tin rằng các con tôi, mà cái ưu tư của vợ chồng tôi từ khi mà thành lập có gia đình với nhau, tức là sau cái hôn lễ rồi, thì bao nhiêu cái lo lắng cho mình đó là lo cho các con nó khi ra đời và đến khi đưa vào trong xã hội như thế nào. Thành ra cái lo lắng, cái ưu tư của vợ chồng tôi thì đến lúc này thì coi như rằng là ở một cái mức độ nào đó là chúng tôi đã tin tưởng được về cái tương lai của các con của mình, nó đang trên đầu đường tương lai của nó, tức là khi đặt chân đến nước Mỹ này. Thì lúc đó tôi có viết một cái bài thơ. Cái bài thơ này đó tôi vừa nói lên cái sự mà cảm ơn, cái lời cảm ơn của tôi với vợ tôi. Hay là nói sự khen tặng cũng được. Vì khi mà trước khi mà ở chúng tôi vào tù đó, thì luôn luôn vợ chồng ở bên nhau, thì tất cả cái việc gì tôi quán xuyến hết. Thế nhưng mà cái đó là cái thời gian, đó là cái thời gian mà vợ tôi tích lũy được những cái gì đó, để khi mà tôi bị vào trong trại tập trung rồi thì ở nhà vợ tôi quán xuyến được cái gia đình của mình. Và nhất là lo cho các con, như là chúng tôi đã đồng ý với nhau về cái cách để mà khi mà có các con rồi thì mình phải làm cái gì cho các con của mình. Có nghĩa đó là cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Rồi tôi viết cái bài thơ. Thế bài thơ đó thì lúc này tôi mới viết được có một đoạn, thưa quý vị. Rồi còn một đoạn nữa thì phải chờ đến khi mà tôi ra tù, tôi về được rồi tôi mới viết cái đoạn cuối vào. Nhưng mà khi viết được một phần rồi á, thì cái phần đó nó có cái chỗ là có một cái đoạn tôi nói về con tôi. Khi mà biết hết, đi các con đi xong hết rồi đó, thì tôi nói rằng các con này đường tương lai trước mắt, các con phải trau dồi kiến thức, đạo đức phải dung bồi và dũa mài nghị lực. Thì như trước đây tôi có trình bày với quý vị cái văn niệm tương lai của các con đó, thì là chúng tôi gói ghém ở trong là cái thứ nhất là cái vấn đề kiến thức, thứ hai là cái đạo đức, và thứ ba là nghị lực. Là bởi vì tôi quan niệm rằng mỗi con người đều cần có kiến thức khi vào đời để cái mình làm được cái việc gì đó. Kiến thức không nhất thiết phải là phải có cái bằng cấp đại học hay là hơn nữa hay là gì. Thế nhưng mà bất kỳ làm sao phải có một sự hiểu biết mức độ nào đó, để mà bởi vì cái sự hợp xã hội là một sự hợp quần, mỗi một người là một cái bổn phận, một cái đơn vị nhỏ bé trong xã hội thì phải làm gì để đóng góp cho xã hội. Bởi vì mình được sinh ra và lớn lên cũng là nhờ ở xã hội. Một cái quần, cái áo mình mặc thì nó trải qua biết bao nhiêu công phu của biết bao nhiêu người mới có được một cái quần, cái áo mặc. Mình làm ra đồng tiền mình đi mua, không phải chỉ đồng tiền để đi mua đó, mà bao nhiêu trong đó, tất cả cái bao nhiêu người đóng góp vào mình mới có được cái bộ đồ này để mà mình mua mình mặc. Đó, tôi quan niệm như vậy. Cho nên rằng là khi mà các con mình lớn lên phải làm cái gì đó để mà góp phần vào cái chuyện mà phát triển cái xã hội của mình, ở dù ở cái mức độ nào cũng vậy. Cho nên cái kiến thức là cái sự cần thiết. Thứ hai là phải có đạo đức. Bởi con người mà không có đạo đức là một khi mà cái kiến thức lúc cho dẫu cao cách mấy mà không có cái đạo đức thì có thể khi mà nó hại ghê gớm lắm. Bởi vì không có cái gì kềm nó lại được. Và với thứ ba là khi có cái nghị lực, kiến thức rồi, có đạo đức rồi thì cần phải có cái nghị lực. Vì chính nghị lực nó thúc đẩy cho mình mới dùng cái sử dụng cái kiến thức của mình được hòa hợp ở trong cái đạo đức để mình hình thành được một cái việc gì đó, dù là nhỏ nhoi cái mấy đi nữa đối với trong cái xã hội này. Tôi nhớ, chỉ nói đi xa một chút, là tôi nhớ tôi có đọc một cái bài nói về cái gia đình của ông Tổng thống Kennedy. Thì ông khi mà trong gia đình anh em của ông Tổng thống đó, còn lúc mà còn bé thì ông
cha của ông, của mà các ông này đó, thì có nói rằng là, nghĩa là ông sẽ nhất định rằng các con ông cho mà phải, nghĩa là phải làm một vị tổng thống thật giỏi. Mà cho dù không được làm một tổng thống thật giỏi, mà dù là một cái người đi mà móc ống cống cũng phải là người móc ống cống thật giỏi. Thành cái quan niệm như vậy, thành cái kiến thức không có nhất thiết là phải như thế này thế khác, nhưng bên cạnh đó có cái đạo đức đi theo. Và để khi mình làm cái việc gì mà kích gì đi nữa thì cái nghị lực nó thúc đẩy cho mình dẫn để đến cái sự thành đạt của mình. Thưa quý vị, thì cái tôi đọc lại cái đoạn thơ đó, các con này đường tương lai trước mắt, các con phải trau dồi đạo đức, xin lỗi, phải trau dồi kiến thức, đạo đức phải dung bồi và dũa mài nghị lực. Đừng ngập ngừng khi vấp ngã, hãy đứng lên để kịp bước với bạn hiền. Thành công nào cũng trả giá mà con, vì chính đó mới vẹn tròn ý nghĩa. Lắng nghe con, đừng phụ mẹ ba với ông bà, cô chú, cậu dì. Vì tôi luôn luôn là tôi gắn bó các con tôi với những bà con hai bên, những anh em, tất cả người đó, vì nó lớn lên vậy. Thì bây giờ chúng tôi đối với các cháu chúng tôi, luôn luôn một mỗi đứa cháu của tôi khi tốt nghiệp đại học, tôi có một cái tập album nhỏ mà tôi làm khá đặc biệt. Một bài, một cái thơ, trang thơ đầu tiên, luôn luôn tôi gắn bó những hình ảnh những gia đình, bao giờ giữa các con sống giữa cái lòng tình thương cũng như là tất cả mọi của những người chung quanh của mình mới tạo thành hình mình được. Thành bao giờ đừng có quên, bất kỳ nào mà trong cái cuộc đời nếu có những cái sự buồn phiền gì đó thì hãy ngồi lại bình thản lật từng trang ảnh một để thấy đó xung quanh mình còn tất cả cha mẹ, ông bà con, anh chị em của mình, không phải của riêng mình, và đỡ rồi từ từ khôi phục lại cái sức sống của mình. Đó là một cái đoạn nói tôi nói ngắn cho một bài thơ, bài cái lá thơ hết một trang giấy, để mà tôi luôn luôn khích lệ các cháu của chúng tôi. Và chúng tôi bước đầu chúng tôi cảm thấy sự thành đạt, bởi vì các cháu lớn của tôi luôn luôn nó đối với trong gia đình, đối với các anh em chị em, nó đối rất là, nghĩa là gần gũi với nhau. Nó luôn luôn tạo một cái thế để mà tụi nó được, các cháu tôi gần gũi, chúng tôi rất mừng. Bước đầu chúng tôi có ba đứa ra đại học rồi, thành nên tôi rất là mừng về cái ít ra tôi được gửi gắm cái tâm, cái những cái sự suy nghĩ của mình từ lúc cái kinh nghiệm từ ngày xưa đến bây giờ tôi đưa đến các cháu, tôi cảm thấy tôi thành đạt ở bước đầu. Cảm ơn Niên Trưởng rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị được tạm ngưng chương trình trong chốc lát và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị trở lại chương trình Chuyện ngày tháng cũ với Niên Trưởng Phạm Bá Khoa. Và vừa rồi một bài thơ mà Niên Trưởng đã gửi cho các cháu, thì ở trong đó là Niên Trưởng có nhắc nhở là trước hết thì con người phải có một cái số kiến thức, rồi đến là đạo đức. Và có nghị lực. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà Niên Trưởng Phạm Bá Khoa đã đặt ra cho các con cháu. Và qua cái lời trình bày của Niên Trưởng thì đây là một cái gia đình gọi là rất là lý tưởng. Đó là đối với tôi, đối với không, riêng, đối với người tôi nghe cũng cảm thấy như vậy tôi. Nữa. Thưa mời Niên Trưởng tiếp tục. Thưa quý vị, được cái bài thơ mà tôi viết rồi tôi không có đặt, không có cái tên được. Cái bài thơ đại khái vô đầu là: vào một ngày nắng hạ 1975, anh phải dài vào trại tập trung, em và các con ở lại. Thì đại khái nó vô có mấy câu đầu, thì đến vô cái đoạn thơ rồi giữa cái cuối nữa. Nhưng mà tôi không biết, chưa biết đặt tên là cái gì. Nhưng một sự tình cờ nó lại cho tôi một cái ý tưởng để tôi có được tên cái bài thơ. Thưa cái chuyện như thế này, tôi có hai anh bạn cùng đi ra thăm gia đình, đi ra nhà thăm nuôi. Thì một cái anh bạn ra không thấy gia đình mình ở đâu. Anh cứ đi tới đi lui, cứ đi ở trong rồi ra tới đứng ngoài cửa, cứ đi nhìn ra ngoài để có không biết là
vợ mình tới, thơ thì nói rằng vợ tới thăm, nhưng mà ủa tại sao không thấy. Rồi cái ảnh đi tới luôn thì cái anh kia thì có vợ rồi ngồi nói chuyện. Rồi cái cô công an đó mà dắt đi ra thăm nuôi đó, thì cô mới cổ ra cô hỏi cái anh này chứ, này anh làm gì đi tới đi luôn hoài vậy? Tôi đi tìm vợ tôi. Tôi nói cái cô chỉ anh vô nhìn coi bà kia là ai vậy. Mà đúng anh đứng nhịn hồi ra nhận ra vợ mình. Mà tội nghiệp, theo cái anh bạn anh một anh kia có ngồi nói chuyện với vợ đó, thì anh nói trời đất ơi tội nghiệp cái chị khóc quá chừng đi, mà khóc không thành tiếng. Có lẽ cũng là khóc nhiều rồi nên bây giờ là khóc không thành tiếng nữa. Có lẽ khóc cái đau ở cái chỗ là chồng mình ra mà chồng không nhận được mình, chắc là mình như thế nào đó. Thì cái tội còn cái anh này lấy ra thật sự mà nói thì tới đó thì mới có 6 năm 7 năm mà lại không nhận ra được vợ mình, thì cái đó cũng phần nào đó tôi nghĩ rằng ở cái anh đó anh vô tình, chứ đâu có đến nó mất gì dù thế nào đi nữa. Cho nên khi mà được thuật cái lại là tôi mới nói ồ vậy thì cái sự kiện này cho tôi cái ý tưởng, tôi đặt tên cái bài thơ. Thưa quý vị, cái tên bài thơ là Dù Thế Nào Anh Vẫn Nhận Ra Em. Bây giờ cái anh này nghĩa là vợ anh chưa biết có phải đến như thế nào hay chưa, thế nhưng mà anh không có nhận ra được. Từ đó tôi mới cho tôi một cái ý tưởng để tôi có được cái tên bài thơ. Tức là bài thơ của tôi nó viết cho vợ tôi và con tôi, nó lại Dù Thế Nào Anh Vẫn Nhận Ra Em. Về sau này thì chưa qua đây rồi tôi, cái bài thơ đó được đưa lên Google, bây giờ nó còn nằm ở trên Google. Và cùng với nhiều cái bài nữa, trong đó có cái bài thơ này. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mình, tôi nghĩ đó, có những cái chuyện nó bất ngờ lắm, mà ngay bất ngờ với cái bản thân của mình nữa. Mà tôi nghĩ cái bất ngờ đó là do một sự mà có phần nào đó cái sự vô tình của mình ở bên trong. Như cái trường hợp anh bạn tôi ra thấy vợ ngồi đó mà không nhìn ra được, để cho vợ phải tức tưởi, mà tức tưởi không nên lời. Cái đau của người vợ là ở cái chỗ đó. Vâng, thế rồi xong đó thì chúng tôi gửi cái thơ. Cái thơ thì không phải viết được mà gửi cái thơ chui. Thưa quý vị, bây giờ tôi lại kể chuyện sang quý vị là thơ chui. Cái thơ chui đó khởi thủy đó từ năm 1979 á. Tôi về trại Nam Hà đó năm 1978. Thì tới 79 đó, thì cái anh quản giáo tôi là anh công an tên Hèo. Anh có người cao lớn nhưng mà nói chuyện rồi nghe cũng nhỏ nhẹ chứ không phải như những tên công an khác. Thì lần hồi cái tôi tìm cách tôi hỏi ảnh. Thì lúc đó thì tới năm 1979 thì bắt đầu được thăm nuôi rồi. Nhưng mà được nuôi chứ thăm chứ chưa được, mà nuôi chứ chưa có thăm. Tới 80 mới được là thăm. Thì đại khái có chút thí dụ như là hộp đường, có đường mà cái đường hóa học đó. Lúc đó là trong nước bán mà cái đường kia nó hiếm. Thế mới gửi ra cho, rồi cho cái bột ngọt. Thì tôi nói cho ảnh tí, thì cho vài cái. Lúc đầu tôi không có thấy cái sự mà quan trọng về cái đường hóa học này, bởi vì đối với mình cũng không phải là cái chuyện mà thích lắm. Nhưng bởi vì tiền không có cho nên phải mua cái đường hóa học. Thì tôi thấy những anh bạn này đem lại dùng, tôi mới hỏi cái anh này, tôi nói tôi có mấy cái đường hóa học này, tôi có thể tặng cho cán bộ về để nghe mấy ngày Tết mình uống nước trà đá thì cũng được. Thì tôi tặng ra 2 cái viên. Thì anh về, ô cha anh về anh uống thấy tốt quá, tự nhiên bỏ chút xíu mà vô sao nó ngọt quá. Mà tôi có nói rõ cái này là đường hóa học nhé. Sao cái ảnh hay xin tôi. Và tôi mới chuyển sang cái thơ, tôi nói vậy, tôi có thơ muốn gửi về vợ tôi gấp một chút, không biết cán bộ có giúp được tôi được không. Thì thật ra mình lúc đầu viết bình thường thôi chứ không dám nói gì, đâu có dám tin tụi nó. Hoàng cái đưa ở được đi về. Một là lần đầu tiên cái thơ tôi đi gửi, rồi tôi chờ đợi thì tôi được ở nhà vợ tôi gửi thơ cho biết có nhận được cái thơ. Thì kế đó là cái anh Dương Công Liêm, thì đại tá công binh đó. Thì thật sự mà nói trong thời gian đó tôi với anh Liêm này thì viết đủ thứ muốn gửi gì cho gia đình đó. Thì ảnh cũng như tôi, ảnh thấy được cái anh mà đưa là tôi để gửi. Thì lúc bây giờ tụi tôi mới kèm theo đó là tôi đồng, ảnh đồng, 2 đứa 2 cái thơ. Thì gửi lần lần được tới, gửi được 10 cái thơ để lấy của những anh bạn khác nữa anh cần gửi. Thế nhưng sau đó là ảnh không dám. Lý do là ảnh nói với tôi, nói
có vẻ như tôi bị nghi ngờ. Bây giờ anh không phải bỏ một cái thùng thơ, 10 cái thơ đó thì bỏ 2-3 cái chỗ nữa, 2-3 cái bưu điện chứ không phải một chỗ. Nhìn anh bị nghi ngờ. Thế thôi. Sau đó đổi cái anh phụ, cái anh cán bộ, anh công an phụ. Thì cái anh này tôi cũng bắt đầu cũng đi như cái con đường như là cái anh cán bộ hèo này. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vỡ lẽ ra khi gửi hai cái đợt thơ đi đầu đó. Thì chờ hoài sao không thấy trả lui lại, ở đằng nhà trong gia đình không ai gửi ra hết. Để tụi anh em hỏi nhau không ai nhận được hết. Thì quá ra rằng, thưa quý vị, rằng cái lúc đó là cái lúc mà tụi tôi là trồng rau. Trồng rau ở dưới cái chỗ mà cái khu mà trồng gọi là làm lúa, lúa mùa lúa chim đó, vụ mùa chim đó, đại khái như vậy. Thì làm cái đó, thì cuốc đất lên trồng rau đó. Thì khi trồng rau đó, thì xin lỗi quý vị dùng những cái chữ nó không được sạch sẽ lắm, thì chúng tôi phải lên cái hố ở trên, mà tôi trình bày quý vị rằng ở trên này là cái trại dinh trại đây, xuống dưới này là chỗ trồng rau, thì đây là đá, và hai bên đường bị giật nung núi đá. Thì ở giữa này nó có một cái hố để mà mấy anh mà trong cái buồng giam đó, có mấy anh gọi là làm vệ sinh của buồng giam đó, thì sáng bữa nào cũng là hai người khiêng cái thùng phân đó xuống dưới đổ dưới đó. Thì chúng tôi từ ở phía dưới này nè, phải lên trên này để mà khiêng cái phân này xuống dưới, trộn với nước, tưới lên phân, tưới lên trên cái những cái luống rau muống hay cái luống cải của mình, tùy theo mùa mình trồng. Thì đến khi đó chúng tôi mới thấy được là những cái thơ chúng tôi nó lại nằm ở trong đó đó. Thật thứ là nó đem nó bỏ thơ của tụi tôi trong cái đó đó, mà ăn tiền của mình. Sao cái tôi không biết, bây giờ tôi mới nghĩ cách, bây giờ là thơ chui. Nó giống như kiểu mà chúng tôi ráng mua cái radio để mà theo dõi đài BBC, nhưng bây giờ làm một cách khác, bây giờ làm cách để gửi thơ về trong gia đình. Thì khởi đầu nó thì là gửi cho cái anh hình sự. Cái hình sự thì chiều tối lấy trong hình sự được rồi, lấy được một thời gian thì được cứ mỗi cái đồng anh ra. Thì anh hình sự này đó là cái anh mà có cái nhiệm vụ hàng ngày ra ở cái nhà đối diện với cái nhà gọi là nhà thăm nuôi đó, để lo sạch sẽ của cái nhà thăm nuôi. Cho nên là chúng tôi gửi này ra thì ảnh dễ dàng, ảnh tiếp xúc lại với các chị thăm nuôi đó. Chị ảnh đưa dễ lắm, không có gì khó. Vâng vâng, thì ảnh có cái gì ăn là phải cho cái anh mà thắng chuột, tức là anh công an, anh trung úy công an đó đó. Cho mấy anh này đó chứ không phải không, cũng lo lót vậy. Thế rồi bỗng hôm anh Liêm Lợi nói tôi, nói trời ơi chết rồi anh, bây giờ cái thằng này nó sắp bị đủ rồi, bây giờ phải kiếm người khác. Tôi mới nói giờ anh ráng anh mò đi kiếm đi. Thế vì trong cái trại tôi nó có hai cái buồng, cái buồng 17 và cái buồng 18. Tụi tôi ở từ buồng 1 cho đến 16. Bây giờ cái buồng 17, 18 là hai cái buồng đó, đó là tù hình sự. Thế thì làm sao bây giờ, tôi nói ảnh bây giờ làm sao tiếp xúc để coi coi đứa nào trong cái số này nó có thể nó giúp mình được, nó được chọn để mà thay thế kia đó. Thì nghe mấy hình sự đó nói với nhau thì anh thầy đều tìm được một anh. Anh mới nói, thì anh kia nói bây giờ nó tôi với một người nữa, thì cái anh mà một có cái anh mà đại đội trưởng, cái đại đội mà gọi là đại đội võ trang đó, thì cái anh này là có cái quyền để mà chọn cái người ra, một người tù sự ra để mà giữ để lo vấn đề an ninh sạch sẽ cho cái nhà thăm nuôi. Thì anh mới nói rằng bây giờ thì một cái anh nói thôi bây giờ anh có thể cho tôi 200 đồng được không? Mà thú vị trong tù 200 đồng lắm, cũng là hiếm lắm, phải cố gắng dữ lắm mới là có thể được. Thì anh Liêm anh nói tôi bây giờ 200 nặng quá, nhắm làm nổi không? Tôi nói bây giờ anh có không? Bây giờ tôi còn được 50 mà tôi có thể mượn được 50 thì có thể tôi 100 anh 100. Thì nói rằng mình cố gắng nhưng mà nhỡ nó gạt thì sao? Thì tôi nói bây giờ cái mục đích của mình á là muốn kiếm một cái đứa để nó nối ra ngoài nhà thăm nuôi chuyển thơ cho mình, cái đó là tránh. Nhưng bây giờ nếu trong trường hợp mình bị gạt thì coi như là cái sự kiện nào nó cũng có cái giá của nó mà. Mình phải trả, có thể nó mắc một chút. Nhưng bây giờ cứ làm thử đi. Cứ làm. Kính thưa niên trưởng, chắc là phải nhờ niên trưởng kết thúc ngày ở đây. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi cái chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn với quý vị kỳ tới. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, câu chuyện kể đến đây thì đang đến lúc hồi hộp. Nhưng mà vì thời lượng của chương trình, chúng tôi đành chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Ai trở về xứ Việt
nhắn dùng ta. Người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hờn dến xiết dài lắm không